Vì vậy thì ngày hôm nay thì các cầu thủ sân Bến Khánh Hòa họ sẽ thi đấu với trang phục áo xanh, quần xanh và tất xanh. Bên phía các cầu thủ GFD Sông Hàn họ sẽ thi đấu với trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng. Và như vậy thì bên phía Savinet trong buổi chiều, bên phía cao thủ GFD Sông Hàn họ sẽ thi đấu với GFD Sông Hàn là tân binh của mùa giải, và chúng ta sẽ cùng đến với hiệp 1 của trận đấu này. Bóng phản công dành cho cao thủ áo xanh, xoay sở khá tốt, được chuyền bóng đủ không được, khá cơ động trong những khu được quả qua người cờ gôi, vẫn là cờ gôi, quả trống dứt điểm, khoảng cách là khá xa. Cú dứt điểm của cờ gôi, bóng đẩy ra, cơ hội không được. Tình huống áp sát tới từ Pinang Thái An, một tình huống thực sự nguy hiểm khi mà thủ thành Võ Duy Bình đã không có được một tình huống bắt dính bóng. Cái bóng áo trắng và phản công dành cho cao thủ GFD Sông Hàn, nó vẫn còn cơ hội. Vinh Tuấn đứng trên, quá đáng tiếc, đó là tình huống bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc tới từ Hồ Văn Tú. Đã có tình huống 2-1 ở pha phản công nhanh vừa rồi, đường chuyền là rất rõ ràng tới từ Minh Tuấn, tuy nhiên cú đặt lòng của Tú đường chuyền dài, bóng tới được vị trí của Minh Tuấn, rồi rồi đó là bàn đầu tiên của các cầu thủ Savinet ở trong trận đấu này. Đường chuyền dài tới từ Trần Văn Thành và Minh Tuấn. Minh Tuấn là cầu thủ đã mở điểm cho trận đấu giữa chủ nhà Savinet Khánh Hòa và GFD Sông Hàn. Có tình huống theo kịp đường chuyền vừa rồi, đánh liền dành cho cầu thủ áo trắng. Rồi dứt điểm không vào, khá đáng tiếc vào vòng vừa rồi. Như vậy bóng sẽ được trả về dành cho các cầu thủ áo vàng. Vừa rồi là tình huống bóng 1-1 rất sát tới từ phía cầu thủ áo xanh, cú dứt điểm từ xa rất nguy hiểm ở vòng vừa rồi. Bóng bồng Trần Duy khá nguy hiểm, không vào là khá hay. Phản công dành cho các cầu thủ áo xanh, 3-2 đi cái chỗ cơ. Văn Tú đã không thể đưa ra cú dứt điểm, và đó là tình huống mồi bóng không thành công dành cho vị trí của Phan Khắc Chí. Chúng ta sẽ xem lại tình huống bóng này, không có cú dứt điểm tới từ Hồ Văn Tú. Dứt điểm không vào, cú xử lý của Hữu Thắng, cơ hội không được, khá đáng tiếc. Tình huống mồi bóng của Trần Duy và pha đá hụt bóng tới từ vị trí của Hữu Thắng. Pha đánh trung lộ rất hay tới từ phía cao thủ GFD Sông Hàn, thủ thành Hữu Phúc. Như vậy thì hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 dành cho các cầu thủ Savinet Khánh Hòa. Bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp 1 được ghi bởi Trần Minh Tuấn, pivot số 9 bên phía cao thủ Savinet Khánh Hòa. Như vậy thì hiệp 1 thời gian của trận đấu đã được bắt đầu. Tình huống đá biên dành cho các thủ Savinet Khánh Hòa, đường chuyền lên Thái An, cơ hội khoảng trống, cú dứt điểm của Thái An. Tình huống cắt bóng của Huy Hảo, khoảng trống, cú dứt điểm ngay, bóng đập vào cột dọc, khá đáng tiếc. Và xoay sở là rất hay tới từ vị trí của Hòa Hiệp. Tình huống tì đè sau đó xoay người dứt điểm, bóng đã liếm vào cột dọc và đi ra ngoài. Áo cổ động viên của cầu thủ Savinet đó, cơ hội không được, rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ GFD Sông Hàn. Văn Thanh cú ra chân, bóng đã đi sát sạt điểm nối giữa sành hàng và cột dọc tới từ Trần Văn Thanh. Cú ra chân nhanh như điện tới từ số 6 của cầu thủ Savinet Khánh Hòa. Chúng ta sẽ xem lại tình huống bóng này, bóng đi sát sạt với Tuấn Vũ, cú đá ngay rất nhiều, bóng đập ra ngang, khá đáng tiếc ở tình huống dứt điểm vừa rồi của cơ gôi. Chúng ta sẽ xem lại pha bóng này, bóng đã đập sang ngang và rồi xuống mép vạch vôi. Rất may cho GFD Sông Hàn ở trong tình huống bóng vừa rồi họ không để thua, cơ hội không được, đó là lời đáp trả tới từ phía các cầu thủ GFD Sông Hàn.
Tình huống hãm thành đã được đưa ra và vừa rồi thì đó là Lê Văn Tín, một người cũ của Savinet. Điều chuyền của Tuấn Vũ khá hay, cơ hội tạo ra để làm hẹp góc sút. Người có tình huống dứt điểm đó là Khánh Huy. Trần Duy dứt điểm. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho các cầu thủ GFD Sông Hàn. Người vừa có pha hãm thành đó là Tuấn Vũ. Pha áp sát là của Trần Văn Thành. Đường chuyền của Tuấn Vũ rất nguy hiểm. Pha ra chân là của Hữu Thắng sau đường chuyền từ hành lang biển. Thế này khoảng trống đáy biên. Ôi, tình huống trả ngược không thực sự tốt tới từ hành lang biên của Huy Hảo. Duy, Tuấn Vũ, Trần Duy, Tuấn Vũ lần chuyển bóng rất nhanh, khoảng trống đáy biên, cơ hội vẫn chưa thể có được cú dứt điểm. Không được. Và đá ngay. Đang phòng ngự rất tốt ở trong những tình huống bóng vừa rồi. Bóng trúng người Trần Văn Thành. Tình huống bóng trúng vào phần nguy hiểm tới từ phía Trần Văn Thành và ngay lập tức trọng tài cắt còi. Một cú dứt điểm cận trần, bóng rất gần. Tình huống trả bóng dành cho các cầu thủ Savinet Khánh Hòa tới từ trọng tài. Đường chuyền lên của cơ hội Minh Tuấn. Vẫn là Minh Tuấn chân trái. Có thể dứt điểm. 2-0. 2-0 dành cho các cầu thủ Savinet Khánh Hòa. Tình huống xoay sở rất nhanh tới từ vị trí của Minh Tuấn. Đã có những lộn xộn xảy ra ở khu vực góc sân. Sau tình huống ăn mừng tới từ vị trí của Minh Tuấn, tuy nhiên tỷ số là 2-0 dành cho Savinet Khánh Hòa cho tới thời điểm hiện tại. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở trong những phút vừa qua. Có vẻ như ngay sau khi ghi bàn thì Minh Tuấn có một tình huống ăn mừng ngay bên phần sân của các cầu thủ và ban huấn luyện bên phía GFD Sông Hàn. Cú dứt điểm của Minh Tuấn. Điều bóng vào. Khá nguy hiểm. Có bàn thắng thứ 3 không? Như vậy là một cú hat trick. Hat trick dành cho vị trí của Minh Tuấn. 3 bàn thắng cho ngày ra quân của Savinet Khánh Hòa tới từ Trần Minh Tuấn. Cú đá rất bình tĩnh ở những phút giây cuối cùng của trận đấu. Một ngày thi đấu không thể tuyệt vời hơn đối với số 9 của Savinet Khánh Hòa. Đưa bóng vào cột này, cứu thua tới từ vị trí của thủ thành Hữu Phúc. Vẫn chưa thể có bàn thắng dành cho cầu thủ GFD Sông Hàn. Đường chuyền lên của Trần Văn Thành. Thời gian còn được bên đây và như vậy thì hết giờ. Hết giờ dành cho trận khai mạc tới từ Savinet Khánh Hòa và GFD Sông Hàn. Kết thúc trận đấu, cầu thủ Savinet Khánh Hòa chiến thắng GFD Sông Hàn với tỷ số là 3-0. Một cú hat-trick dành cho số 9 Trần Minh Tuấn ở trong trận đấu ngày khai mạc.